Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết được cái quả dưa lưới chín hay không để mình thu hoạch. Đây là dưa lưới mình trồng thân thượng, mình đã trồng rất nhiều trồng mấy cây đây này để thử nghiệm các bạn ạ. Thế thử nghiệm cái giống dưa lưới TL3 của mình để coi như thế nào, và mình đã trồng đã thành công. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhìn cái quả dưa lưới mà ra để phân biệt được cái quả dưa lưới đã chín hay chưa, đến thời kỳ thu hoạch hay chưa. Thì như các bạn đã biết thì hiện nay thì các nhà vườn thì người ta họ trồng lớn, thì họ người ta họ căn cứ vào cái date, có nghĩa là cái ngày tháng của cây dưa lưới bao lâu là thu hoạch được, thì người ta sẽ căn cứ vào đó ở trên bao bì, và các nhà sản xuất họ họ hướng dẫn là ví dụ như là cây dưa lưới này thì bao nhiêu ngày từ khi thụ phấn đến bao nhiêu ngày là thu hoạch được. Thường thường thì ví dụ như cái cây TL3 này của mình trồng thì thường thường nhà sản xuất họ họ hướng dẫn là từ cái khi thụ phấn thành công cho đến khi thu hoạch là tầm 35 đến 45 ngày là chín đó. Thì nếu mà các nhà vườn họ trồng lớn á, thường thường nhiều người họ làm cái date là cái ngày tháng, họ viết cái ngày tháng ví dụ như cái quả này thụ phấn ngày bao nhiêu đó là thành công, là họ sẽ căn cứ vào đó để họ thu hoạch với một điều kiện thời tiết bình thường. Còn nếu mà như chúng ta trồng trên thân thượng, trồng nhỏ lẻ như thế này để ăn trong gia đình á, thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Thì đầu tiên nếu mà phân biệt được cái quả dưa 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 lưới chín hay không á, thì mình sẽ căn cứ thứ nhất là nhìn cái quả này là những cái lưới bị nở nở hẳn, có màu trắng, nở hẳn, nở căng mịn như thế này. Thứ hai nữa là cái dưa lưới là những cái cuống này các bạn này sẽ nứt hết lên cái cuống này như thế này luôn đó. Và khi chúng ta sẽ ngửi thì để thấy cái quả dưa lưới có cái mùi thơm nhẹ đó, là mình sẽ căn cứ vào như thế đó thì mình sẽ thu hoạch được cái quả dưa lưới này. Thì khi mình thu hoạch thì nếu mà mình muốn ăn cho ngon thì tốt nhất thì mình thu hoạch khoảng tầm 2 3 hôm. Mình thu hoạch là thứ nhất là vào buổi sáng khoảng tầm 9 giờ trở đi, vì cái giờ đó là cái giờ cái lượng đường hắn sẽ cung cấp được cái cho cái quả dưa lưới. Và thứ hai nữa là mình thu hoạch cái giờ đó thì xong thì mình sẽ cất ở trong tủ lạnh ngăn mát khoảng tầm khoảng 3 4 ngày thì mình ăn với ngon các bạn ạ. Mình để bên ngoài khoảng 2 3 ngày rồi sau mình mới bỏ vào tủ lạnh cho mát, rồi mình mới ăn thì hắn mới cái ngon. Chứ còn mà nếu mà giả sử như dưa lưới mà mình thu hoạch như thế này xong là mình ăn thì cũng ngon luôn, không ngon đâu các bạn ạ. Đó thì bây giờ mình sẽ thu hoạch các bạn nhé. Quả này là chín rồi các bạn này, nó nở đều này đó, cuống nó cũng rất đều này, vỏ hắn cũng căng mịn và có mùi thơm nhẹ này các bạn này. Mình sẽ thu hoạch đó, bỏ rổ thu hoạch quả lớn nữa luôn. Đó, mình sẽ thu hoạch quả này nữa. Quả này cũng chín rồi các bạn này. Đó. Đó, quả này đó, nứt nứt đều cho các kia bạn. Đó. Đó, đẹp chưa? Mình trồng lên thân thượng một tự nhiên 100% các bạn nhé. Đó. Còn những cái quả này thì lưới chưa nở hết thì nứt chưa hết chưa chín đâu các bạn ạ. Hoặc cái quả này này, quả này cũng chưa nứt hết thì cũng chưa chín đâu các bạn này. Đó, tuy là đã nứt cuống rồi nhưng mà những cái phần này chưa nứt hết, nhưng mà cái này khoảng tầm khoảng 3 4 hôm nữa là thu hoạch được các bạn này. Vì cái phần này thì đó, nứt cho nứt hết. Đây các bạn này. Quả này khoảng 3 4 hôm nữa thu hoạch được các bạn nhé. Thôi thì video thì mình hướng dẫn thì xin dừng lại đây. Thì mong các bạn này luôn ủng hộ mình và để mình có những cái video hay nhất để phục vụ quý vị và các bạn. Đây là mình đang trồng thử nghiệm các loại giống. Đó. Các bạn, mình thử nghiệm các loại giống. Đây là mình đang dưa lưới vàng này. Mình đang ươm để trồng dưa lưới vàng này.
Còn đây là mình để trồng số lượng nhiều của TL3 các bạn này. Đó, đất thì mình cũng ụ đất đây các bạn này. Đó, mình ụ đất để làm đất để được chuẩn bị trồng các bạn nhé. Đó, mình trồng trên thân thượng này các bạn, mình chuẩn bị bao bì hết. Đó, chuẩn bị bao bì, chuẩn bị phơi đất để nhằm để cho đất chân thứ nhất cho sạch, rồi thứ hai nữa hắn cho chết những cái loại những vi khuẩn hắn có ở trong đất, hắn đang đẻ trứng có trong đất để cây cối sau đỡ bệnh tật rồi các bạn. Là thùng xốp thân thiện môi trường mình đã chuẩn bị hết rồi, và mình chuẩn bị hết rồi. Bây giờ còn những cái cây giống này là mình chuẩn bị xuống giống các bạn. Đây là TL3 dưa lưới, còn là đây là cái dưa lưới vàng các bạn này, mình cũng đang còn xuống giống. Thôi video mình xin kết thúc lại đây, thì mong các bạn luôn ủng hộ mình để mình ra những video hay nhất cho các bạn nhé.